Xin chào mọi người, em tên là Lê Thị Trang, em ở Yên Thế và em đang học lớp 12 tại Bố Hạ. Em nhánh răng được gần 1 năm rồi ạ. Răng em bị khớp khểnh và em mất răng cửa, bị mọc ngầm ạ. Em không thể cắn được bằng răng cửa mà phải cắn bằng những răng bên cạnh ạ. Bác sĩ sẽ dàn đều răng và tạo khoảng để cắm implant ạ. Mới đầu thì em thấy hơi vướng ạ, bởi vì chưa quen ạ, nhưng sau tầm 2 tháng thì em đã quen hơn ạ. Bác sĩ làm cho em rất dễ thương ạ. Bác sĩ Hà rất dễ thương ạ và thân thiện ạ. Còn cơ sở ở đây và dịch vụ ở đây rất tốt ạ, chu đáo ạ. Em khuyên các bạn là nếu mà răng mình chưa được đẹp hoặc là đang khớp khểnh hoặc là bị một vấn đề nào đấy mà cảm thấy mình chưa đẹp thì hãy nên đi niềng răng ạ.